Đây, của cháu 5 cân nhá. Dạ vâng ạ. Này, bà thấy mày vừa đẹp trai lại còn tốt bụng nữa. Mua giấy làm kế hoạch nhỏ cho trường đúng không? Dạ vâng ạ. Bác ơi, bao nhiêu tiền để cháu trả? Bình thường ý, bán cho người ta là 25 thậm chí 30 nghìn một cân cơ. Nhưng bà thấy mình ngoan ngoãn hiền lành lại tốt bụng, để rẻ cho 20 nghìn một cân nhá. 5 cân tổng cộng có 100 nghìn thôi. Dạ, cháu gửi bác ạ. Ừ, bác xin nhá. Vâng ạ. Cháu chào bác, cháu về. Ừ. Thằng bé này chắc con nhà giàu đây. Ăn mặc sang chảnh thế này cơ mà. Đúng là gà công nghiệp dễ lừa. Đúng là làm giàu không khó. Phen này lãi to rồi. Bán thì đắt, được mấy đồng bạc buộc môi cái tay. Tuyển gấp lao công liên hệ số điện thoại. Hay là mình xin vào đây làm lao công nhỉ? Vừa có điều hòa mắt lạnh, lĩnh lương tháng đều đặn, chả tội gì phải bán mặt ngoài đường nắng nóng đi nhặt ve chai. Cái việc mình cân điêu làm nhiều rồi, biết đâu bị lộ thì thôi. Tốt nhất ý, là đừng để khỏi bị phát hiện còn hơn. Công ty này to thế này, vào đây làm lao công thì thiếu gì cách để mình chấm nút thêm. À, cái túi màu xanh để trên bàn lễ tân đúng không? Rồi, chị nhìn thấy rồi. Chị cảm ơn nhá. Danh thiếp giám đốc ạ. Cô ta là giám đốc ở đây. Cô ơi cô. À, cô ơi, cô để quên ví ạ. À, dạ vâng, cháu cảm ơn ạ. Cô ơi cô. Cô cho tôi hỏi ở đây đang tuyển nhân viên lao công đúng không ạ? Vâng, đúng rồi ạ. Thật với cô, tôi hay thu mua đồng nát ở công ty cô. Hôm nay tôi nhìn thấy biển tuyển nhân viên lao công, tôi muốn xin vào làm cô ạ. À, thế thì cô vào trong phòng nhân sự rồi đăng ký ứng tuyển ở trong đấy nhá. Mà cô đã làm lao công bao giờ chưa ạ? Dạ. Đúng con bé này là sếp thì mình phải tranh thủ lấy lòng thương của nó để được tuyển thẳng luôn. Nộp hồ sơ cho nhân sự thì phải cạnh tranh mệt lắm. Nói thật với cô, tôi già cả rồi, mới lên thành phố mưu sinh kiếm sống. Tôi phải nuôi hai đứa con ăn học đại học. Giờ tôi đi làm bán đồng nát nhưng mà không đủ sống cô ạ. Hôm nay tôi thấy ở đây tuyển nhân viên lao công nên tôi mới xin vào làm. Tôi tuy chưa có kinh nghiệm làm lao công, sức khỏe cũng hơi yếu kém nữa. À, nhưng mà bù lại cô ạ, tôi được cái rất thật thà, chăm chỉ và sạch sẽ nữa cô ạ. Khổ thân cô, già cả lớn tuổi rồi mà vẫn phải đi làm kiếm tiền mưu sinh. Thôi được rồi, cháu là giám đốc của công ty này, cháu sẽ tuyển thẳng cô vào đây làm lao công ạ. Thật là cô, tôi cảm ơn cô, tôi cảm ơn cô đã thông cảm giúp đỡ cho tôi ạ. Từ ngày mai cô có thể đi làm luôn cô nhé. Dạ. Cháu xin phép. Mẹ về rồi này. À, con chào mẹ. Mẹ xin lỗi nhá, hôm nay có cuộc họp đột xuất nên là mẹ không về sớm được con đi mua giấy vụn được. Nên con đã đi mua chưa? Con tự đi mua rồi mẹ ạ, hẳn 5 cân luôn đấy. Mẹ nhìn này. Mẹ xem nào. Chỗ này mà 5 cân á? 5 cân sao lại nhẹ tênh này?
Chỗ này có 2 cân thôi, chắc là người ta cân điêu cho con rồi. Đâu phải đâu, ở chỗ đấy chính mắt con thấy là 5 cân mà. Bác ấy còn chỉ cho con thẳng vào kim số 5 nữa. Thế chắc là người ta giở trò để lừa con rồi đấy. Thật à? Tại sao người ta lại lừa trẻ em à? Mẹ xin lỗi nhá. Cũng tại vì mẹ bận công việc quá nên không đưa con về sớm để đi mua giấy vụn được. Chỗ con mua giấy ở đâu? Ngày mai dẫn mẹ đi, mẹ sẽ xử lý cho. Đây là chỗ của bác bán đồ nát cho con. Nhưng mà bây giờ chả thấy bác ấy đi đâu nữa. Người ta không còn ở đây nữa, chứng tỏ là người ta làm ăn không đàng hoàng rồi. Nhưng mà bây giờ bác ấy cũng đi mất rồi thì cũng chẳng biết làm thế nào cả. Vậy là bây giờ phải qua chỗ khác để mua thêm giấy vụn hả mẹ? Ừ. Bây giờ mẹ sẽ đưa con đi mua giấy vụn rồi lên trường nộp nhá. Mẹ xin cô cho con nộp muộn rồi. Vâng ạ. Biết ngay mà, công ty này toàn đồ ăn ngon trong tủ lạnh. Mình sẽ giả vờ lau tủ lạnh, để thó một ít mang về mới được. Cô Dung, cô làm gì ấy? Dạ, không. Cô lấy đồ ăn ở trong tủ lạnh mang đi đâu đấy ạ? À, tôi thấy mấy cái đồ này trong tủ lạnh nó hết hạn rồi, tôi sợ để trong đấy nó thối với cả mất vệ sinh nên tôi cho vào túi ni lông mang đi rác ạ. À, thế cái gì không dùng được thì cô bỏ đi nhá, đỡ chật tủ. Dạ vâng, bây giờ cô cứ yên tâm, tính tôi là vô cùng cẩn thận sạch sẽ cô ạ. Rành cỏ, sắm sỏi sắm sỏi. Cô Dung, cô làm sao đấy ạ? Cô Linh đây à? Tôi vào phòng cô lau chùi dọn dẹp, tự dưng tôi chóng mặt quá nên tôi ngã xuống ghế cô ạ. Cô ốm ạ? Sao cô không báo cháu để cháu cho cô nghỉ? Dạ, tôi đói quá mà nên bị hạ huyết áp. Cô ngồi nghỉ tí là đỡ ngay mà cô. Thế cô chưa ăn gì ạ? Cô ăn tạm cái bánh này đi. Dạ. Cô có tuổi rồi, đi làm phải ăn uống đầy đủ thì mới có sức khỏe chứ. Hay là cô lại tiết kiệm nhịn đói đấy ạ? Cô mới đi làm, đã làm gì có lương để ăn uống phải tằn tiện cô ạ. Cô này, cô cầm mấy cái hộp bánh này về mà ăn. Với cả cháu có một chút biếu cô. Cô nhớ ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khỏe đấy. Dạ, tôi cảm ơn cô ạ. Tôi đúng là có phúc lắm mới được làm nhân viên của cô ạ. Tôi đợi ơn cô nhiều ạ. Cô đừng nói như thế. Cô là nhân viên của công ty cháu, chăm lo cho cô cũng là trách nhiệm của cháu mà. Dạ. Giờ mẹ phải đi họp, con ngồi đây đợi mẹ một chút nhá. Dạ vâng, mẹ cứ đi đi ạ.
hôm trước được không ạ? Ừ, tao đây. Thì sao? Tao làm đây. Mày vào đây làm gì? Mẹ cháu làm ở công ty này. Hôm nay cháu đi cùng mẹ cháu. Nhưng mà sao bà lại lừa cháu? Đó là mày lúc nào? Bà bảo là bán cho cháu 5 cân. Thế mà về mẹ cháu cân lại chỉ có mỗi 2 cân thôi. Bà lừa cháu đúng không? Đến khi cháu với mẹ cháu đến chỗ bà thì bà đã đi mất rồi. Có mà cân nhà mày hỏng thì có. Rõ ràng lúc ý chính mày tận mắt nhìn thấy 5 cân còn gì. Giờ mẹ nói gì? Không phải. Mẹ cháu cầm thấy nhẹ lắm. Không đủ 5 cân đâu. Bà lừa trẻ con thế là không tốt. Mày cháu à, khổ thân cháu, đói lắm đúng không? Để bà lấy bánh kẹo cho cháu ăn nhá, tội nghiệp. Có chuyện gì thế ạ? Dạ, cô Linh đấy ạ. Khổ cái thằng bé này này, không hiểu bố mẹ nó đâu, để cho nó nhịn đói. Nó vào lẻn vào phòng cô, nó định lấy bánh kẹo ăn với cả trộm đồ đấy. Tôi nghĩ thương tình, tôi định lấy cho nó ăn đấy cô ạ. Mẹ ơi, đây chính là bà đồng nát hôm trước đây. Cái gì? Mẹ á? Vâng, cháu chính là mẹ của bà. Hóa ra cô là người đã cân điêu cho thằng bé ạ. Cô ơi cô, tôi có mua gian bán điêu gì cho nó đâu ạ. Tôi thật thà như đếm như này mà cô. Tôi chả bao giờ làm chuyện thất đức như thế đâu cô ạ. Cô Dung ạ, từ ngày cô vào đây làm, phòng của cháu thường xuyên mất đồ và đồ đạc bị xáo trộn lung tung. Tôi không biết gì đâu cô ạ. Cô xem lại đi, không bao giờ tôi làm chuyện ý đâu cô ạ. Nhân viên ở các phòng khác đều nói tủ lạnh thường xuyên mất đồ. Và có người còn nhìn thấy cô hay lúi húi lén lút ở tủ lạnh. Tôi... chắc họ nhìn nhầm đấy ạ. Tôi không bao giờ làm chuyện ý đâu cô. Vì nể tình cô lớn tuổi nên cháu mới không làm căng chuyện này, vì sợ cô tủi thân. Nhưng hết lần này đến lần khác, cô lợi dụng sự dễ tính của cháu để trục lợi cá nhân. Hóa ra ban đầu cháu đã nhìn nhận sai về con người của cô rồi. Cô ơi cô, tôi xin cô, cô tha cho tôi lần này ạ. Tôi sẽ không bao giờ tái phạm đâu cô. Giang sơn khó đổi, bản tính khó rời. Nếu như lần này cháu bỏ qua cho cô thì có nghĩa là cháu đã bất công với các nhân viên khác, nên cháu không thể để cô ở lại đây làm nữa. Cháu mời cô ra khỏi công ty cháu.